kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cuối mùa đông, khối khí lạnh tăng cường không mạnh và lệch đông nhanh nên độ ẩm không khí ở tại Bắc Bộ khá cao, sương mù và mưa nhỏ xuất hiện nhiều vào đêm và sáng, phần nào cản trở đến tầm nhìn xa. Các phương tiện lưu thông đường dài cần hết sức chú ý. Nhiệt độ trong đêm nay và sáng sớm mai dao động từ 14 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi thấp hơn. Còn ban ngày nhiệt độ cũng tăng lên mức từ 23 đến 26 độ ở phía đông, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ và ban ngày hửng nắng. Tại Yên Bái, trong đêm nay và sáng sớm mai có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Trời rét với mức nhiệt thấp nhất là từ 13 đến 15 độ. Riêng vùng cao vẫn rét đậm rét hại, nhiệt độ là từ 11 đến 13 độ. Ngày mai mưa giảm, trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều dao động từ 18 đến 20 độ. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, thời tiết từ nay cho đến những ngày cận kề Tết Nguyên đán nhìn chung sẽ không quá rét, thuận lợi cho các hoạt động dân sinh và sản xuất. Vào đến miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ, sương mù vào đêm và sáng. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm tại khu vực này không lớn, nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến là từ 16 đến 19 độ, còn nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động ở khoảng từ 23 đến 26 độ. Thời tiết sẽ có nắng nhiều hơn trong ngày khi đi sâu thêm về phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, với mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai phổ biến là từ 25 đến 27 độ ở Đà Nẵng đến Bình Định và từ 27 đến 29 độ ở Phú Yên đến Bình Thuận. Đến với khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, thời tiết tương đối ổn định, ban ngày có nắng, tạnh ráo và không mưa, với nhiệt độ từ 27 đến 30 độ ở vùng cao nguyên, còn Nam Bộ là từ 29 đến 32 độ, riêng các tỉnh miền Đông có nơi 33 độ. Nhiệt độ về đêm và sáng cũng có xu hướng tăng nhẹ. Khu vực Tây Nguyên trời rét nhẹ với mức nhiệt từ 16 đến 19 độ, thì các tỉnh thuộc Nam Bộ phổ biến là từ 20 đến 23 độ. Đến đây, bản tin thời tiết xin được khép lại với phần dự báo cho các khu vực của tỉnh Yên Bái trong đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 1, ngày 1 tháng 2 năm 2021. Khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.